căn hộ là rất đẹp và đẳng cấp và nhiều tiện ích, cũng như nhiều cái dịch vụ trong đó rất là thông minh. Cái dự án này là dự án đầu tiên của Bên Hoa Đồng Nai, chị có tham khảo qua thì chị mới quyết định xuống tới đây để tham gia dự án và đầu tư vào dự án này. Project because you know I have a factory in Hamata and there is no project like this one around Hamata. All the good projects in district 9, district 2, so that's why I'm here today. I really think it's a good place to invest.